Em đã biết đến cái khóa học này là do em bị mất kết nối với con của em. Con em nó hét lên với em: "Con không có tin mẹ nữa. Trên đời này con không tin ai nữa, vì mẹ hứa là mẹ không đánh con nữa mà mẹ cũng đánh." Khi học cô vui thì trò vui, mà khi cô buồn thì trò buồn. Em vì học sinh rất là nhiều, và mọi cái thời gian em hầu như là vì học sinh, có thể hy sinh bất kể cả thời gian dành cho con cũng chỉ để dành cho học sinh thôi. Rất là ngại ngùng, em cảm thấy mình không tự tin một chút nào cả, vì em sợ người ta phán xét, người ta nhìn em, người ta nhận xét về em. Tại sao mình phải dùng bạo lực với con? Tại sao không có cách nào khác để mình giáo dục con? Là con em nó cũng cứ phàn nàn là lúc nào mẹ cũng dạy dạy như thế, liệu mẹ có giàu lên được không? Thì đến khi em nhận ra rằng bản thân em không có một cái gì, không sống vì mình một cái gì cả. Bản thân mình cũng không muốn, nhưng mà mình không có cái cách giải quyết tốt hơn. Trước đây con em toàn bảo em là mẹ là con cá heo buồn ngủ, như là khi mà ai mà làm em mà kiểu phật ý một tí là mặt em chán lắm, buông thõng xuống. Mẹ muốn con phải làm như vậy, mẹ muốn con phải làm như thế kia. Hoặc với chồng thì nói sao anh không làm như vậy, anh không làm như kia, tại sao anh không nghĩ cho em được? Cũng như một cái cổ máy có tốt đến thế nào mà không có ai đụng đậy vào ấy, không khởi động, nó cứ nằm ì ở đấy như đống sắt vụn thôi. Em cũng đi tìm sách vở, các phương pháp nuôi dạy con rồi các thứ, nhưng mà tất cả cái sách em đọc nó chỉ là một cái bề nổi, nó không có nói hết được, không có đúng với cái ngữ cảnh mà mình đang gặp phải. Những cái lời cô giảng với lại những quyển sách này nó liên quan gì đến cái việc đó mà cô bắt mình phải làm vậy? Sau 6 ngày mà em có thể thay đổi được cả một con người em. Trong cuộc sống và trong công việc thì nó quá rõ ràng, thực sự là rõ ràng, bởi vì em được chồng em ghi nhận rằng là vợ mình dạo này tốt quá, vợ mình dạo này hay quá. Nói chuyện với bé thì bé cũng tự nhận là dạo này con thấy mẹ khác quá. Thì cái đó là giống như là một cái minh chứng cho cái sự thay đổi của mình, cái sự nỗ lực của mình trong suốt cái khóa học vừa qua. Và em cũng đã nhận được những cái giá trị rất là tích cực, và cũng có cái sự thay đổi trong chính bản thân, trong các con, và cũng cảm nhận được cái sự tích cực trong khi mà mình áp dụng vào dạy học ấy. Cô đã truyền lửa và đánh lửa mạnh đến như thế nào đến phút cuối cùng, chứ không phải là chỉ buổi được buổi đầu tiên. Em nhận ra rằng mình là con người có ý thức hơn, có trách nhiệm hơn đối với bản thân mình và đối với những người xung quanh. Mọi thứ trong cuộc sống của em nó có một cái kế hoạch rất là rõ ràng. Em biết chi phối cái thời gian của mình nó hợp lý, rồi em biết kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình trong giao tiếp với khách hàng cũng như những người thân trong gia đình. Thật sự đó là một cái trải nghiệm không thể nào quên và một dấu ấn trong cuộc đời của mỗi thành viên. Hóa ra bấy nhiêu lâu nay mình rèn luyện sâu, mình đã được đặt vào cái tình thế rèn luyện sâu mà mình không biết, mà mình không cảm được, mình không biết được mình có vô tâm. Dù có bận đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng sắp xếp công việc để không vắng những nội dung trực tiếp nào của cô Hải đang dạy. Khi tham gia khóa học của cô thì mình gặp rất nhiều thầy cô giáo ở trong lớp học, có nhiều thầy cô rất là tuyệt vời, có nhiều người đang có tâm huyết. Và thật sự là em đã có những cái suy nghĩ rất là mới. Cái thay đổi lớn nhất là cái tư tưởng, một cái suy nghĩ của mình. Sau khi mà mình tham dự cái khóa học thì mình lại cảm thấy là cái điều đó nó bình thường, nó không có làm cho mình cảm thấy khó chịu như hồi trước nữa. Nhưng bây giờ em lúc nào em cũng cười. Khi em cười em cảm thấy em yêu bản thân mình, và em cảm thấy là tất cả mọi người em cũng rất là yêu luôn. Mình phải nhận ra được là mình cần làm cái gì. Mình phải thay đổi đã, trước tiên là thay đổi chính bản thân mình. Và em thấy được rằng là trong 6 ngày thôi, nhưng mà nó cứ thân thiết, nó cứ gần gũi, nó tuyệt vời lắm ạ. Và mọi người cứ như là chị em trong nhà ấy. Thì em cảm thấy đó là một cái hạnh phúc mà em có được trong khi mà em đi theo cô. Đến bây giờ thực sự là em đã cảm thấy mình mạnh dạn, tự tin và bước đi bằng chính đôi chân của mình về đích cùng tất cả mọi người. Điều đấy thể hiện được cái giá trị của khóa học là rất là tuyệt vời. Những cái giá trị này mà nó lan tỏa thì thực sự là nó cần rất cần thay đổi cái giáo dục Việt Nam trong cái thời
thời gian bây giờ. Tức là sau khi mà học xong cái chương trình, em quyết định em phải làm một gì, một việc gì đấy để mình thay đổi hẳn và mình sẽ bứt phá. Cái khóa học mặc dù nó sẽ kết thúc nhưng đối với em nó sẽ là, nó mới chỉ là cái bước đầu. Và em sẽ tiếp tục thực hiện và rèn luyện cho bản thân mình ngày càng tốt hơn và hoàn thiện hơn, để có thể là mình giúp được con mình, giúp được chồng mình và những người thân xung quanh mình. Và có thể nếu như đạt được nữa thì là sẽ trở thành người truyền cảm hứng chẳng hạn. Đó sẽ là ước mơ của em. Nếu như mình đã từng trải nghiệm qua 66 ngày, mình đã được rèn luyện sâu, đã được đánh lừa, thì bây giờ bắt đầu kết thúc cái khóa đó thì sẽ là một cái khởi đầu của một hành trình mới, khởi đầu của một cái con người mới của mình. Sẵn cái đánh lửa đang còn lửa nó đang cháy như này thì em muốn tiếp tục cho nó cháy hẳn luôn đi. Rồi kẹt thế nào thì kẹt, em cũng tiếp tục để cho tiếp tục em cháy cho nó bùng lên xem thế nào. Như cô nói là thì cả việc mà tôi có bắn sai thì tôi vẫn cứ phải bắn cho làm sao cho nó trúng đích. Rất mong mọi người tiếp tục đồng hành đi ạ, thú vị lắm ạ.